Florentino, người thừa kế duy nhất của đại gia tộc Ngát Hương tại xứ Casanova, nổi tiếng với châm ngôn sống, hoa, phụ nữ, tôi khao khát tất cả những gì đẹp đẽ. Anh thường xuyên tổ chức những bữa tiệc lớn, vũ hội hoành tráng, thể hiện lối sống xa hoa và phóng khoáng. Mặc dù bị nhiều người chỉ trích vì lối sống phù phiếm, Florentino vẫn bảo vệ cách sống của mình. Anh lập luận rằng đây là cách tôn vinh công sức của 11 thế hệ trước trong gia tộc. Thực tế, chi tiêu xa hoa của anh góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và gián tiếp hỗ trợ các hiệp sĩ hoa hồng trong thời chiến. Bước ngoặt xảy ra khi Florentino tổ chức chuyến du ngoạn bằng tàu thủy vào rừng Elbon. Astrid, cháu gái của công tước xứ Rose, tham gia chuyến đi với thái độ coi thường. Tuy nhiên, khi bị các hiệp sĩ Aucca tấn công, Florentino đã bộc lộ tài năng kiếm thuật phi thường, cứu sống Astrid và đánh bại kẻ địch. Sự kiện này thay đổi cách nhìn của Astrid về Florentino. Cô kiên quyết xin được theo học anh. Đứng trước lời đề nghị này, Florentino chỉ có thể đáp lại với vẻ điệu đàng quen thuộc, "Cha, tôi không bao giờ có thể từ chối một cô gái xinh đẹp." Qua câu chuyện này, ta thấy được một Florentino đa chiều, bên ngoài là quý tộc phóng túng, bên trong ẩn chứa tài năng phi thường. Anh không chỉ là kẻ ăn chơi lêu lổng, mà còn là kiếm sĩ tài ba, góp phần duy trì sự ổn định và thịnh vượng của vương quốc. Câu chuyện về tài năng thật sự của Florentino trở thành bí mật được giữ kín vì lý do chính trị. Tuy nhiên, sự kiện này đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của những người xung quanh về anh, đặc biệt là Astrid. Mối quan hệ giữa họ phát triển thành một tình bạn kỳ lạ nhưng sâu sắc, dựa trên sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Cuối cùng, Florentino vẫn là một nhân vật gây tranh cãi trong xã hội Casanova. Nhưng giờ đây, đằng sau vẻ ngoài của một quý tộc ăn chơi là một kiếm sĩ tài ba, luôn sẵn sàng bảo vệ những người anh quan tâm và những giá trị anh tin tưởng.